cái này nhá. Đây xin hồng. Chị cắt em tắm nhá. Bây giờ ăn hoa. Cắm ra đồ đây thì chị cắt này bông chị tắm lên nhá. Cho đẹp cho thơm nhá. Thơm quá này. Thơm không? Thơm không? À, chọn môi chọn bông này à. Chị cắt nhá. Chị cắt bông này nhá. Nào. Thơm không? Nào. Thơm đúng không? Cắt thêm hai bông nữa nhá. Xong rồi tắm nha. Xách ở đây đi nha. Cô chị lắp đi đây, đúng rồi. Lắp cho chị nhé. Lại Momo ngồi vào đây. Ngồi ra đây. Ngồi ra đây. Đúng rồi. Thích chưa? Nhiều cánh chưa? Ôi dồi ôi, nhiều quá này. Ngắt ra. Nhiều quá này. Cái này chị cắt nhé. Rồi. Rồi, mua bên nào mà tắm đi. Được rồi. Chúng nó tắm được rồi. Đẹp hoa hồng nha. Này này, Mona này, Mona này. Này, thích chưa? Mua này, mua hoa hồng này đấy. Chưa nè. Mua thích chưa? Thích hoa cho này. Ôi trời ơi, nhiều hoa thế nhở. Này thích không? Cho mua một bông nhé. Nà bơi đi.
vậy nè. Bắt con gì đấy? Thích chưa này? Ôi hoa đẹp quá này. Đây quay còn quay đây, em ngồi quay đây đấy. Đúng rồi. Ngồi quay ra Việt Nam này, ngồi quay ra Việt Nam xem la bơi đấy. Này nơi nơi này này. Em đang tắm hả?